đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên, cương đi cho cuộc đời đi xuống hay đi lên. Chương trình phát thanh tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách, phát thanh trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM lúc 7:30 đến 8:00 mỗi sáng thứ bảy hàng tuần. Xin thân chào toàn thể quý đồng hương Việt Nam. Tiếng nói quê hương do chủ nhiệm Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Tôi hy vọng đời sống của chúng ta ở nước Mỹ đây, đặc biệt là tại vùng Dallas, Texas đây, được trở lại bình thường khi chúng ta không còn lo sợ cho những cái nạn dịch. Nhưng mà chúng ta vẫn còn sống ở trên thế giới này. Đó là điểm chúng ta cũng còn phải lo, nhất là đối với những người Việt thì lại muốn trở thành công dân của nước Mỹ, nhưng mà chính người Mỹ lại cũng muốn trở thành công dân của nước Đức Chúa Trời. Và đây là những điều mà tôi rất là muốn được trình bày với quý ông bà anh chị em. Và qua lời dạy của Chúa thì tôi khám phá ra một số điều hết sức là đặc biệt, là chúng ta có thể dời dịch cái quyền lợi hay là cái trách nhiệm của mình. Chẳng hạn như một người có thể dời cái quyền công dân của nước này qua nước khác, hoặc là một cái nhiệm vụ này nếu mà không hoàn thành, không có kết quả sẽ dời qua một cái nhiệm vụ khác. Đó là điều mà Chúa dạy trong Kinh Thánh, và chính Chúa Giêsu đã trình bày ở trong Kinh Thánh, và đặc biệt Ngài dùng những thí dụ hay là những minh họa để dạy chúng ta cái bài học. Những cái minh họa này nó có tính cách gần gũi với thực tế, dễ hiểu, nhưng mà là chuyên chở những cái chân lý lâu dài và có đầy đủ ý nghĩa, có thể áp dụng cho mọi thời đại, cho mọi đời sống khi chúng ta còn ở trên đất này. Vì vậy thưa các bạn anh chị em, hôm nay tôi muốn cùng các bạn anh chị em theo dõi liên tục ba cái thí dụ hay là ba cái minh họa mà Chúa Giêsu đã dạy về nước của Đức Chúa Trời, về nước thiên đàng, để qua đó chúng ta có thể áp dụng ngay những cái bài học cho đời sống hiện tại của chúng ta. Thí dụ thứ nhất là Chúa Giêsu nói: các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Và người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi. Nhưng sao ăn năn rồi đi? Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Và đáp rằng: đứa thứ hai. Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì gian đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin. Còn những kẻ thâu thuế và phường điếm đĩ đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều đó, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Đó là thí dụ thứ nhất. Tôi muốn dừng lại ở đây để giải nghĩa, bởi vì nếu chúng ta đã đọc, có rất nhiều người đã đọc, cho đến ngày hôm nay cũng có thể có những người đã học 100 lần rồi, nhưng mà vẫn không hiểu, vẫn không thể áp dụng cho đời sống của mình. Và đặc biệt, người Do Thái là một dân tộc hết sức là thông minh, tiến bộ, họ đã thành đạt rất là nhiều về những cái kỹ thuật khoa học, nhưng mà ngay trong đoạn kinh thánh này họ đã không áp dụng được. Vì vậy tôi muốn nhắc lại là một người kia có hai đứa con. Thật ra thì chúng ta có thể áp dụng là người kia, tức là chính Đức Chúa Trời đó, có loài người là con cái của Chúa. Dù là thành phần khác nhau, trình độ khác nhau, màu da khác nhau, nhưng mà tất cả cũng là con của Chúa. Nhưng mà trước mặt Chúa thì chỉ có hai hạng con, một là hạng vâng lời, hai là hạng không vâng lời. Và Chúa dùng thí dụ này để ám chỉ đứa con thứ nhất là người Do Thái đã nghe Chúa và đã hiểu Chúa muốn họ làm gì cho thế giới này, nhưng mà nó chỉ nói mà nó không làm gì hết, vâng, mà không có đi. Có thể đây cũng là trường hợp chúng ta áp dụng ngày hôm nay. Nếu mà anh chị em chỉ nghe mà không có chịu vâng lời, biết nhưng mà không có chịu làm theo, thì ông bà anh chị em thuộc cái hạng con thứ nhất là không có vâng lời. Nhưng mà hạng con thứ hai đó,
thì lúc đầu mình thấy giống như là ngỗ nghịch, ngược lại với ý của cha. Nó nói rằng không, con không muốn đi đâu. Nhưng sau ăn năn rồi đi. Đây là sự hiểu biết rất là rõ ràng về tâm tình của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Nhân loại luôn luôn có cái tính phản nghịch. Công việc gì nhưng mà khi mà biểu là không cái này, rồi bắt đầu mới nghĩ lại. Đây là điều đã xảy ra đối với nhiều người ngày hôm nay. Họ không tin Chúa, họ không cần Chúa. Nhưng mà rồi họ nghĩ lại, ai cũng cần Chúa cả. Bởi vì ai cũng phải có lúc chầu trời, nghĩa là phải ứng hầu trước mặt Chúa để trả lời mọi cái việc về quyền lợi và trách nhiệm về bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, Đức Chúa Trời là đấng ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên loài người, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên người nam, người nữ, ban đầu Đức Chúa Trời làm hết mọi sự, và ngày hôm nay chúng ta có mặt là vì Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta chỉ có hai hạng người trước mặt Chúa là tin hay là không tin, vâng lời Chúa hay là không vâng lời Chúa. Chúa Giêsu áp dụng câu chuyện này là có nhiều người tội lỗi, nhiều người mà đối với xã hội bị coi thường, nhưng mà họ có lòng tin nơi Chúa. Họ tin ai? Họ tin trước hết là tin ông Giang. Ông Giang ông nói Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Nghe nói như vậy thì họ tin và họ đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói là những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Họ đến với Chúa Giêsu và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng họ là những người được vào nước Đức Chúa Trời trước. Trong khi đó thì những người thầy thông giáo, người Pharisee, người Do Thái, những người mà có địa vị cao, có quyền lợi, có đầy đủ tất cả mọi sự lại không tin. Mà không tin thì không đến với Chúa. Và dù có thấy người ta tin cũng mặc kệ. Các ngươi không tin, người ta đã tin và đã vào trời trước các ngươi đã thấy điều đó mà cũng không chịu ăn năn, mà cũng không có tin ai hết. Kiêu ngạo, kiêu căng, khước từ. Đó là hình ảnh của người Do Thái. Mãi cho đến ngày hôm nay họ vẫn khước từ Chúa. Cho nên thưa các bạn chị em, đoạn kinh thánh này, câu chuyện này có thể áp dụng. Chúng ta hãy xem thử một người được đầy đủ mọi sự, có sự khôn ngoan, có đầy đủ tất cả tài năng, có tất cả những cái đóng góp cho thế giới tạm bỡ ở nơi này. Nhưng mà nếu họ không tin Chúa Giêsu thì họ sẽ mất, họ không được cứu, họ không còn gì hết. Trái lại, qua đoạn kinh thánh này tôi nhận thấy Chúa cho có cơ hội để những người tội lỗi, những người như chúng ta, những người Việt có thể vào nước trời, những người Việt có thể hưởng được ân huệ của Chúa, sự tha thứ của Chúa và sự sống thiên đàng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Kêu mạnh cho em, Chúa Giêsu cũng dùng một câu chuyện thứ hai để dạy cho người Do Thái, cũng như dạy cho chúng ta rằng hãy nghe lời thí dụ khác, tức là thí dụ thứ hai. Ở đây, có người chủ nhà kia trồng một vườn nho rào xung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Giống như ngày hôm nay chúng ta có một ông chủ mà ông làm nên một cái business. Ông có chỗ để mà mua bán, có sản phẩm, đồ đất, tất cả mọi sự rồi. Rồi ông giao cho người ta quản lý để ông làm việc khác, hay là ông mở một công ty khác. Đến mùa hái trái, đến mùa cuối năm mà thu thuế đó, gặt hái đó, thì người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu qua lợi. Nhưng mà bọn trồng nho thì bắt cái đầy tớ đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, khi họ cũng đối đãi một cách đi như vậy. Sau hết, người chủ sai chính con trai của mình đến cùng họ mà nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó thì nói với nhau rằng người này là kẻ kế tự đây, hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Đoạn họ bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Các mạnh chị em, Chúa Giêsu kể câu chuyện này một cách đấy rất là rõ ràng và mọi người đều nghe. Và khi nghe, nhất là những người Pharisee, người Sadducee, những thầy thông giáo, những người lãnh đạo dân Do Thái từ bây giờ đều hiểu liền là Chúa nói với họ là họ đã giết các tiên tri và bây giờ đến con của Đức Chúa Trời họ cũng muốn giết luôn. Và họ đã giết Chúa Giêsu.
Cho nên hình ảnh thập tự giá là hình ảnh cho chúng ta thấy rằng loài người đã khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, khước từ chính đấng cứu mình và giết ở trên thập tự giá. Và Chúa đặt câu hỏi, vậy thì chủ vườn nho đến hay là khi chủ vườn nho đến? Ở đây không có chuyện là nếu có đấy hay không, nhưng mà là khi chủ vườn nho đến. Có tận thế hay không, nhưng mà khi nào tận thế thì nó chúng ta phải làm gì, chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt đồ hung ác ấy cái khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ sẽ nộp qua lợi đến mùa. Và trong đoạn kinh thánh này, Chúa Giêsu nói rõ thêm là điều này nó ứng với kinh thánh. Các ngươi hãy chưa đọc kinh kinh thánh sao? Hòn đá đã bị người ta xây nhà bỏ ra trở nên đá đầu góc nhà, ấy là việc Chúa làm, là một sự lạ trước mắt chúng ta. Chuyện lạ thường thường con người họ coi thường, nhưng mà chuyện lạ vẫn là một cơ hội để Chúa nhắc nhở, để chúng ta tỉnh thức. Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nếu Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi và cho một dân khác, là dân sẽ có kết quả của nước đó. Chúa Giêsu nói rằng Chúa có thể cất bỏ người Do Thái để dành cho họ một dân sẵn lòng thờ Chúa. Người Việt Nam chúng ta có một cơ hội, những các dân tộc khác cũng vậy thôi. Nhưng thưa ông anh chị em, những người Ấn Độ lại đề ra một cái giải pháp khác, người Trung Quốc lại đề ra một cái giải pháp khác, người Việt Nam lại bắt chước theo Ấn Độ, theo Trung Quốc, mà không có theo Chúa, hay là không có để ý đến một dân tộc mà Chúa lựa chọn là người Do Thái. Chúa Giêsu vào đời và qua đời cũng như là một tư cách của một người Do Thái. Và thưa ông bạn chị em, ngày người Do Thái vẫn được lập quốc để chứng tỏ một lần nữa sự thành tín của Chúa đối với một dân tộc Chúa chọn. Chúa chọn người Do Thái để dạy dỗ thế giới này. Cũng một thể ấy, ngày hôm nay mọi người trên thế giới, như là những người tin Chúa Giêsu, cũng luôn luôn cảnh giác, cảnh cáo và nhắc nhở cho mọi người. Nếu mà không có vâng lời Chúa, không có phát triển nước của Đức Chúa Trời, thì Chúa sẽ cất lấy và giao cho một nước khác hay là một người khác. Tôi tin rằng đây là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Nếu ngày hôm nay chúng ta không có kết quả đó, thì Chúa sẽ giao chúng ta cho người khác, để làm việc khác. Ở đây Chúa cũng nói rằng kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, kẻ nào bị đá ấy đất nhầm sẽ tan tành như tro bụi. Này là một lời cảnh cáo vô cùng nghiêm khắc. Nhiều người ta chỉ nói là ồ, Chúa yêu thương, Chúa không có phạt đâu. Thưa mạnh cho em, Chúa có thời điểm của Chúa. Thời kỳ yêu thương có thể sẽ chấm dứt nhanh chóng để đến cái thời kỳ phán xét. Và chúng ta không có thể coi thường được. Nhất là ngay cả những người mà tin Chúa nó không phải là người Do Thái nữa. Và xem đây là một cái ân huệ Chúa cho để chúng ta trở thành công dân của nước trời. Không có phải là vì quyền trách nhiệm, không phải vì công đức gì của mình mà mình được trở nên công dân của nước trời. Giống như là ngày hôm nay nhiều người được trở thành công dân của nước Mỹ cũng là nhờ lòng thương xót mà thôi. Không có phải công đức gì hết. Chúng ta phải cẩn thận về điều đó và suy nghĩ về điều đó. Thưa ông anh chị em, Chúa Giêsu còn dùng một cái thí dụ thứ ba. Đây là điểm mà ít người để ý bởi vì nó qua một cái chương khác. Người ta xếp xếp kinh thánh. Trong thí dụ 1, thí dụ 2 thì nó nằm ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn thứ 21. Nhưng mà qua đoạn 22 á, thì Chúa lại nói tiếp một thí dụ khác. Đức Chúa Giêsu lại phán một thí dụ khác cùng chúng rằng: Nước thiên đàng giống như một vị vua kia làm tiệc cưới cho con của mình. Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai đầy tớ khác nữa mà dặn rằng: Hãy đi nói với người được mời như vậy: Này, ta đã sửa soạn tiệc rồi, bò và thú béo đã dứt xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường, kẻ thì đi ra ruộng, kẻ kêu buôn bán, kẻ khác thì bắt đầy tớ của vua mắng chửi và giết đi. Chúa sử dụng thí dụ này để cho chúng ta thấy được việc thực tế đã xảy ra trong lịch sử của loài người, đặc biệt là dân Do Thái. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Người Do Thái đã khước từ Chúa. Có một số người đã tin Chúa nhưng mà đa số vẫn khước từ. Bởi vì họ vì quyền lợi, vì phước hạnh mà Chúa cho họ, về một sự điểm sửa và mặt, về những cái quyền lợi, về sự giàu có ở đời này, mà họ khước từ Chúa. Họ quên đi rằng Đức Chúa Trời
muốn dành cho họ một đất nước tốt hơn, một quê hương tốt hơn ở trên trời. Mà mục tiêu không phải chỉ có một cái thế giới này mà thôi, còn có cả vũ trụ nữa. Đây là một việc vô cùng lớn lao mà ít người để ý, ngay cả ngày hôm nay người ta cũng vậy. Khi nói đến những nước của Đức Chúa Trời là một quê hương tốt hơn ở trên trời, nhiều người lắc đầu, nhiều người khước từ. Nhưng thưa mà anh chị em, đây là sự thật. Rồi đây hết thảy mọi người sẽ đấm ngực và thở than, bởi vì mình đã không chịu nghe lời, đã không có ý thức được, đã bỏ cái được mà lấy cái mất, bỏ cái vĩnh cửu mà chấp nhận lấy cái tiện nghi tạm bợ. Nên nói rằng vua nổi giận, Chúa Giêsu nói vua nổi giận, người ta khước từ hết, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó và đốt phá thành của họ. Chà, câu này là một cái ứng nghiệm về Jerusalem bị sụp đổ năm 70 sau Chúa, là người La Mã đến và tiêu diệt lưu đày dân Do Thái đi khắp nơi. Mãi cho đến năm 1948 họ mới được hồi hương. Ứng nghiệm lời của Chúa, vua nổi giận bèn sai quân lính diệt những cái giết người đó và đốt phá thành của họ. Đoạn vua phán cùng đầy tớ mình rằng tiệc cưới đã dọn xong, xong những người được mời không xứng dự tiệc đó. Như vậy thì bây giờ phải làm sao? Vậy các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hãy gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, các dân tộc khác một cơ hội để họ vui hưởng chuẩn bị sẵn của Chúa. Có những người được mời không xứng đáng. Chúa nói là đi khắp các nơi, các môn đồ đi, mời, mời đến, đông người đến. Mà họ nói rằng, chủ ơi, vua ơi, vẫn còn nhiều chỗ trống. Vua nói rằng đi tiếp, đi mời tiếp. Trần thế này cho tôi thấy, thưa con và anh chị em, Chúa rất nhẫn nại để dành cho chúng ta, những người Việt, cơ hội để hưởng ứng lời mời của Chúa. Đầy tớ đi khắp các đường ga cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. Tớ ao câu chuyện đến đây là chấm dứt. Người Việt sẽ được hưởng nước Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay vẫn vui hưởng quyền công dân thiên quốc, rồi con, rồi cháu, rồi dòng tộc vui hưởng nước Đức Chúa Trời, có niềm tin yêu và hy vọng sống những ngày trời trên đất này. Nhưng mà Chúa còn tiết lộ rằng Chúa chọn chúng ta để chúng ta đồng công với Chúa, không phải chỉ để chúng ta vui hưởng mà còn đồng công với Chúa. Chúa xây dựng một gia đình là Chúa muốn cả dòng tộc người đó tin thờ Chúa và hậu vị Chúa. Cho nên Chúa nói tiếp, vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, phán cùng người rằng, hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đã làm tin, vua bèn truyền cho đầy tớ rằng, hãy trói tay nó lại, quăng nó ra ngoài nơi tối tăm là nơi có khóc lóc và nghiến răng, bởi vì có nhiều người được gọi mà ít người được chọn. Trong kinh thánh này cũng là một cái lời nhắc nhở cho chúng ta. Khi chúng ta làm con của Chúa, chúng ta phải biết mình là ai, chúng ta biết Chúa là ai. Con của Chúa, chúng ta phải giữ tư cách của một người con của Chúa. Nhiều người được hưởng nước thiên đàng mà không có quý giá trị của nước thiên đàng, cũng giống như nhiều người được đến Mỹ mà không có biết giữ cái địa vị công dân, làm theo riêng của mình, vi phạm luật pháp, có thể bị tước quyền công dân, rất là nguy hiểm. Tôi muốn nói điều này, thưa bác mạnh chị em, chúng ta đã ở nước Mỹ rồi, coi trọng cái ơn mà Chúa cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng để ý, Chúa quan tâm đến cái chỗ này là người này không mặc áo lễ. Ở đây nếu mà học kinh thánh nhiều hơn, ông bạn sẽ thấy rằng ai vào trong tiệc đều được một cái áo lễ, ai nấy vào trong cái nước thiên đàng đều được Chúa mặc cho một cái áo công bình. Nhưng mà tại sao có một người này đó đã suy nghĩ khác, hoặc là đã kiêu ngạo cởi cái áo đó ra, mặc cái áo mà họ tưởng ra là cái áo tốt theo ý của mình,
Chúng ta thường thường làm như vậy. Ta không chịu vâng lời. Ta khước từ ý Chúa, làm theo ý riêng. Cuối cùng rồi thì ông vua ông phát hiện, ông chủ ông phát hiện bị ném ra ngoài. Nhưng mà chỗ này nó là ném ra ngoài, nó có khóc lóc và nghiến răng. Đây là một hình nó mô tả về địa ngục, về nơi mà không có hy vọng, nơi mà không bao giờ vào thành được, nơi mà không có bao giờ vui hưởng hồng ân của Chúa được. Chúa nói rằng còn bây giờ còn có ba điều, đức tin, hy vọng và tình thương. Ông bạn chị em ơi, Chúa vẫn cho chúng ta một cái cơ hội để tin Chúa. Không cần phải công đức, không cần phải làm cái gì hết, miễn là lòng tin nơi Chúa Giêsu. Rồi hy vọng, chỉ có trong Chúa mới chúng ta có hy vọng, không có một cái giải pháp khác, không một tôn giáo nào khác, không một con đường nào khác đem sự hy vọng đến cho ông bà anh chị em. Và bây giờ còn có tình yêu thương, Chúa vẫn yêu thương ông và quý vị, và ông bà anh chị em có thể bày tỏ cái lòng thương của mình đối với Chúa và đối với nhau. Đó là những gì mà Chúa dạy trong cái thánh, đó là những gì mà Kinh Thánh nhắc nhở với tư cách như là một công dân thiên quốc. Và tôi rất là ước ao để giữ cái tiếng nói quê hương này, tiếng nói mà một quê hương tốt hơn, để ông bà anh chị em là những người Việt tha hương vẫn còn có cơ hội để nghe tiếng nói của Chúa, tiếng gọi của Chúa, và được chọn, được lựa và được phước, được thần phần thưởng, được những cái đóng góp cho tương lai, cho vĩnh cửu. Người Đức Chúa Trời ban phước lành trên hết thảy ông bà anh chị em, và kính chúc bình an. Amen. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Nay ánh sáng trời làm tươi mới lòng thế nhân, Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi uống Giêsu mang hết nếp sống xưa tay thay không còn đâu. Nay những bước đường chân tâm tôi đã lành xa. Bao năm qua vướng chân chìm sâu trong ô trần, sống với những thú vui quanh mình, tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Hãy subscribe.
chân thành cảm ơn các ân nhân bảo trợ chương trình Tiếng Nói Quê Hương tiếp tục phát thanh hàng tuần trên Radio 1600 AM lúc 7:30 sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Việt Nam Home Healthcare với chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người bệnh, người tàn tật cô đơn. Để biết thêm chi tiết, xin gọi số phone 972-786-6364. Vietwell Home Care Services, trung tâm phục vụ chăm sóc sức khỏe tại gia. Số phone 817-299-8888. Tiệm phở Quê Hương với các chi nhánh nhiều nơi ở các vùng Dallas Fort Worth. Số phone 469-955-8888. Các chương trình này đều có giới thiệu trên tạp sàn Chương trình Tiếng Nói Quê Hương xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh kỳ tới.